Đời sống thú vị xin chào các bạn. Thì hôm nay tôi nói một số cái lưu ý là chúng ta dùng cái biến tần này để test thử cái lốc. Thì chúng ta chú ý là đọc tem của cái lốc xem nó chạy là hiệu điện thế bao nhiêu vôn này. Đấy. Tần bao nhiêu này, điện AC hay là DC. Đấy là chúng ta cần phải lưu ý cái đó. Thì chúng ta mới có thể test được. Thì đây là cái tổ Toshiba Inverter. Đấy. Đây. Đấy, chúng ta xem cái tem của nó này. Đấy. Hiệu điện thế là 160 đến 260 V. Đó. Mà tần là 54 đến 216 Hz. Đấy. Còn cái lốc này của tổ Sanaki này thì đây cũng 240, tần là đi 66 đến 225 Hz đấy, 3 pha. Còn đây là cái lốc của cái tủ mát này. Đó. Đầu tiên chúng ta nhìn cái lốc là lốc của nó là 230 V, 60 đến 225 Hz 3 pha. Và cái biến tần của nó đây các bạn. Đó. Cái biến tần của nó là đầu vào là 220 đến 240, 50 trên 60 Hz. Đầu ra của nó là 230 và 60 đến 225 Hz. Đấy. Và dòng của nó là 2.2A. Đấy. Là nó chịu được cái lốc có dòng như vậy. Đấy. Và nó cấp cho cái lốc chạy từ 60 đến 225 Hz. Đây là cái tủ lạnh Aqua Inverter. Thì chúng ta sẽ quan sát cái lốc nó này. Đó. Hiệu điện thế là chỉ có 50 đến 190 V. Đó. Và tần số thì 20 đến 72 Hz. Đó. Còn cái biến tần của nó này, cái inverter đấy, cái hộp biến tần đấy, thì các bạn nhìn kỹ ở trong kia đấy, là nó thế nào. Đầu vào của nó là điện thế bình thường này, 220 V này, đến 240 này, 50 đến 60 Hz một pha này. Còn đầu ra đấy, tức là đầu cấp cho lốc đấy, là 50 đến 190 V này, từ 40 đến 111 Hz 3 pha. Đấy. Thế là cái biến tần của nó là thoải mái để cấp cho cái lốc này. Còn đây thì là cái lốc của cái máy lạnh Daikin. Nó là 3 pha nhưng lại chạy DC. Đấy, điện DC, các bạn chú ý các thấy cái chữ DC. Thế nên là cái biến tần nó sẽ không chạy được cái lốc như thế này. Đấy, điện DC. Khi chúng ta test lốc ấy, là chúng ta chú ý là phải đọc cái tem. Đấy, tem của lốc. Và đây cái lốc cái tủ đông. Đó. Thì đấy cái lốc nó cũng giống như cái lốc tủ mát lúc nãy. Đó. Cũng y chang luôn, cũng của Sanaki. Đấy. Cũng 230 V. Tần là 60 đến 225 Hz 3 pha. Đó. Cái inverter của nó cũng thế. Lúc nãy các bạn đã quan sát một số cái con lốc và cái biến tần của nó. Đấy, thì nó khác nhau khá nhiều. Như cái tủ đông á. Đấy. Với cái tủ mát này thì hai cái lại giống nhau. Đấy. Thì chúng ta có thể là dùng
cái biến tần như thế này để test được. Hoặc là cái tủ đông nhỏ nó cũng chạy điện AC. Thế còn thì cái tủ lạnh thì nó lại khác. Hai cái tủ lạnh thì nó lại cái tần thì cái biến tần này thì có thể điều chỉnh được từ 0 cho tới 400, cho nên chúng ta thoải mái điều chỉnh cái tần số. Thế nhưng có điện áp của nó, hiệu điện thế thì nó lại khác. Cái này là 3 pha 220. Đó. Thế nhưng cái tủ lạnh thì nó lại là DC. Đó. Và chạy hiệu điện thế thấp. Đó. Hoặc là cái lốc máy lạnh Daikin này, nó cũng chạy điện DC. Đó. Cũng 3 pha chạy điện DC. Đó. Thế nên là như cái biến tần này thì lại không test được cái lốc máy lạnh đó. Thì cái này của nó là 220V. Đó. Và từ 0 cho tới, tôi cài ở cái chế độ là 225Hz, nhưng của nó là 400Hz. Thế nên là trong cái biến tần, cái tần số đấy là thoải mái rồi. Đó. Nhưng chỉ có mỗi cái là cái điện của nó là AC và lại 220V. Đấy, nó không chạy được điện DC. Đấy, nó không test được cái lốc chạy điện DC. Đấy, nó như thế. Và những cái lốc mà hiệu điện thế thấp thì nó cũng không test được. Cái này khi mua chúng ta chú ý là bảo họ cài cái tần số cao lên một chút. Đấy. À, bình thường ấy thì họ hay để ở khoảng 100Hz thôi. Đấy. Bởi vì ít cái động cơ nó chạy tốc độ lớn quá. Đấy, thế nên là họ cài chế độ đó thôi. Đấy, mà họ dùng cái biến tần này chủ yếu là để giảm tốc độ. Đấy. Thế nên là khi mà chúng ta mua cái biến tần thì bảo họ cài cái tần cao lên. Đấy, với lại nó ra nó có 3 giây đây rồi. Chúng ta họ sẽ chuẩn bị hết cho chúng ta nếu như chúng ta yêu cầu. Đấy, họ sẽ là đầu vào là đầu nào, đầu ra là đầu nào. Đó. Và cái công tắc, cái điều chỉnh. Đấy. Tần số đó là chúng ta về chỉ việc là sử dụng thôi, nó không có vấn đề gì cả. Cuối cùng chúc các bạn được bình an và hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.